xin kính chào quý vị hân hoan chào đón quý vị thưa quý vị trong trường quay của chúng ta bây giờ vẫn là tôi và giáo sư cù trọng xoay vâng xin chào anh dạ xin chào quý vị khán giả rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hỏi xin đáp sẹo ngày hôm nay vâng thưa giáo sư là ừ. giáo sư đánh giá chương trình của chúng ta như thế nào tôi thấy chương trình của chúng ta ngày một hay vâng ờ, đặc biệt là cái phần câu hỏi của khán giả dạ vâng là chất lượng là ngày một lên dần <laughs> dạ vâng cảm ơn giáo sư thưa quý vị là ngay chính giáo sư là người chuyên trả lời đây cũng đánh giá rằng câu hỏi là ngày một hay và để có câu hỏi hay thì đương nhiên một phần là từ phía quý vị thứ hai là cái người chuyển tải cái câu hỏi đấy đến giáo sư vâng thế theo anh thì anh đánh giá cái phần câu trả lời thì nó như thế nào dạ thưa giáo sư là thế này câu hỏi hay bao nhiêu thì cái câu trả lời nào. <laughs> dạ, nó lại hay bấy nhiêu đấy <cười> <cười> tức là túm lại là gì chương trình của chúng ta hay đều dạ vâng hay đều ở tất cả các khâu <laughs> vâng. vâng thôi chúng ta cứ thế mà phát huy thôi cứ thế phát huy à, dạ vâng, vâng. Ạ. thưa giáo sư bây vâng. giờ sẽ là những câu hỏi đầu tiên vâng ạ tôi tin là khán giả cũng đang rất là hào hứng rồi tôi cũng đang hào hứng vâng câu hỏi đầu tiên liên quan đến thiên văn và vũ trụ ạ tuyệt vời Dạ không giấu gì anh tôi là chủ tịch hiệp hội phi hành gia và vũ trụ của đảo cồn bạc chúng ta vâng à, bắt đầu ngay bây giờ à, bạn lam nguyễn có hỏi vâng thưa giáo sư cho em hỏi tên lửa hay phi thuyền di chuyển nhờ lực đẩy phản lực đúng vậy khi ta đang đi bộ mà xì hơi thì tốc độ có tăng lên không? Hỏi tôi. Ờ, cái câu này thì thực ra là cái này nó có liên quan đến vũ trụ đấy ạ. Vâng, đúng là nó có liên quan đến vũ trụ. Vâng. Nhưng mà thôi được rồi, để tôi trả lời. Dạ vâng. Mời thực giáo sư. ra ấy là cái bạn Nguyễn Lam này không phải là không có lý khi dạ. mà liên tưởng uh, giữa hai cái việc đấy với nhau. Dạ. Bởi vì là tên lửa đẩy và phi thuyền dạ. nó đi được ấy, là cũng là do có khí nó phụt ra từ từ đâu ạ? từ. từ đuôi, à, vâng, thì đuôi vâng, vâng. <laughs> đấy thì nó cũng giống với lại cái việc xì uh, sì hơi vâng. nên là chắc là bạn ấy cũng có liên tưởng hai cái việc là nó giống nhau nên bạn mới hỏi như vậy dạ thưa giáo sư cái vấn đề là rõ ràng chúng ta thấy tên lửa phi thuyền nó phọt ra từ từ đuôi đuôi thế thì bạn Nguyễn Lam cũng đang hỏi là uh, cái mà phọt ra từ đấy cái việc đuôi đấy thì vâng, vâng vâng nó nó có có giúp là chạy nhanh hơn đẩy về phía trước không về nguyên lý hai cái này thì đều là khí phụt ra túi đuôi cả vâng thế nhưng mà bạn nguyễn lam này lại khác tên lửa một chút khác ở chỗ nào ạ là tên lửa nó không mặc quần như là bạn nguyễn lam không mặc quần hay không mặc quần liên quan gì đến việc này thưa giáo có sư có chứ anh khi bạn lam này mặc quần ấy vâng thì là khi mà cái luồng hơi nó đẩy ra dạ. thì nó dội vào quần Vâng. thì bản thân cái quần nó cản cái lực hơi lại nó tạo thành một cái 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 lực ngược chiều dạ. và quần và bạn ấy nằm trong cùng một cái hệ kín vâng. nên là hai cái lực nó, nó trái giấu nhau nó triệt tiêu nhau dạ. nên nó không giúp gì cho cái hành động của bạn ấy di chuyển cả à. nó không giúp gì đi nhanh hơn được. Vâng, vâng, xin... đấy là nó khác nhau ở chỗ đấy. vâng vâng xin cảm ơn giáo sư. bạn Nguyễn Lam thân mến như vậy là giáo sư đã trả lời rồi vâng. với cái việc bạn đang đi mà xì hơi mặc dù cùng nguyên lý đấy nhưng mà bạn không di chuyển về phía trước nhanh hơn được bởi vì cái quần nó đã triệt tiêu đi cái lực đấy và lần sau nếu như bạn muốn di chuyển được nhờ cái lực đấy thì bạn cứ việc cởi chuồng mà đi bộ trên đường. khi đó bạn làm. Anh đang khuyên vớ vẩn cái gì đấy? Vớ vẩn gì đâu ạ? À? Thì thì nếu không nếu mà không muốn triệt tiêu cái lực đấy thì cứ việc việc phọt bắn đi chứ ạ. À? Khổ quá thì đúng như vậy nhưng mà anh khuyên mà cởi chuồng đi ra đường bao giờ? Với cả là kể cả như này nhá. Dạ. Tôi ví dụ luôn nhá. Vâng. Là trong trường hợp là cái bạn Nguyễn Lam này cứ coi như là cởi chuồng đi ngoài đường đi. Vâng. Đi vào trong một ngày mà trời lặng gió Để dạ. không có cái lực gọi là cản lại nhá Dạ Bây giờ bạn đang di chuyển với tốc độ khoảng 1,5 m trên dạ. giây Thì bất ngờ bạn ấy xì hơi à, Và theo tính toán của tôi ấy, Thì cái lượng hơi xì ra trong mỗi lần trung bình Nó đâu đó khoảng 75ml dạ. Và nó được xì ra bên ngoài với tốc độ là 3,05 m trên giây Và theo tính toán của tôi Thì nó tạo ra một cái lực đâu đó bằng 1 phần 10 ngàn của Newton dạ. Tức là nó vô cùng nhỏ để và có thể là tác động vào tốc độ của bạn làm này. Và vâng. Cho vâng. nên là không di chuyển được về phía trước. Vâng. Xin cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị là qua câu hỏi này mà chúng ta thấy là giáo sư còn tính được cả vận tốc của một quả ừ. xin Rồi, vâng, Xin lỗi giáo sư, tôi tôi cứ mộc mạc đấy. Vâng. Và đấy cũng cũng là một trong những minh chứng khiến cho tôi tự hào tôi là nhà khoa học à... gọi đúng bản chất của nó. Vâng. À... Thưa anh. Dạ. Với những cái điều như vậy thì dịch ra cái nghiên cứu vừa rồi của tôi nó chỉ là một góc nhỏ nghiên cứu về lĩnh vực này à có cả góc lớn nữa ạ dạ sư vâng xin mời giáo sư trình bày góc lớn ờ à, tôi cùng các đồng nghiệp của tôi ở đại học buôn ba đã à. dành ra nhiều năm để nghiên cứu về hiện tượng xì hơi này chúng tôi cho rằng cái hiện tượng xì hơi này là một cái năng lực đặc biệt của con người à. tính ra trung bình mỗi ngày mỗi người xì hơi đâu đó khoảng từ 15 đến 20 lần dạ. và với lượng khí từ độ khoảng là 1,5 cho đến 2 lít vâng. Vâng. Uh, chính vì thế nên chúng tôi cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu trên một triệu người hay xì hơi à. và phát hiện ra là có những người đã rèn luyện cái tuyệt kỹ xì hơi này đến mức là nội công thâm hậu nội công thâm hậu cơ ạ vâng à anh nói tôi mình nhớ dạ là qua những cái nghiên cứu này vâng. thì tôi mới phát hiện ra cái ý nghĩa của từ tâm hậu à nó là gì thưa giáo sư là thế này anh ạ dạ. là đó là mấy cái anh mà luyện nội công nó 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 nhiều quá dạ. là nó xì hơi nhiều quá là thâm hết cửa hậu lại thế gọi là nội công thâm hậu ra, nội công thâm hậu là đơn giản thế thôi ạ dạ vâng đơn giản thế ạ à, để tôi quay lại cái chuyện kia À, dạ vâng à thì trong số những cái người mà chúng tôi nghiên cứu về lĩnh vực xì hơi dạ thì có một cái anh ở bên mỹ vâng. có tên là tony adam dạ thì anh này có một cái năng lực đặc biệt đó là cái cú xì hơi của anh tạo ra một cái lực đầy cực mạnh và anh ấy đã làm được một việc mà chúng tôi phải ghi nhận vào kỷ lục à đó là gì ạ thổi nến ngày sinh nhật và à, sinh nhật gì? À, sinh nhật 40 của anh ấy anh ấy thắp 40 cái nến thế mà anh ấy xì hơi một phát toàn bộ nến tắt luôn <laughs> dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư vâng, vâng. À, thưa quý vị là như vậy là với nghiên cứu của giáo sư chúng ta đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị từ câu hỏi của bạn nguyễn lam và chúng ta cũng thấy được rằng là uh, cơ thể con người là một bộ máy có thể nói là hoàn hảo vâng và mỗi người sử dụng cái bộ máy đấy và những công việc khác nhau cho nên là sẽ tạo ra được những cái điểm đặc biệt khác nhau Đúng từ rồi. bộ máy như vậy không gì qua được giáo sư vâng vâng xin cảm ơn giáo sư rất nhiều với câu trả lời đầy thú vị này vâng và chúng ta đến với câu tiếp theo Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thắng Nông. Thắng Nông. Vâng bạn Thắng Nông có hỏi giáo sư ơi cho em hỏi tại sao người ta bị tiêu chảy mà lại gọi là đào tháo đuổi, sao không gọi là lưu bị đuổi hoặc trương phi đuổi, xin mời giáo sư. Tôi nghĩ là chương trình hình như hôm nay chơi tôi hay sao ấy. Chơi câu sư? đầu tiên thì hỏi về xì hơi, câu thứ hai thì hỏi về tiêu chảy. Vâng. Các anh định chơi anh nghỉ đây? Xin giáo sư đây là chắc do ban biên tập thôi nhưng mà nếu nếu khó quá thì thôi. Dạ. Không thôi chứ, tôi trả lời được chứ. Hơn nữa ấy, là cái lĩnh vực về xì hơi với tiêu chảy này dạ. Là một trong những cái lĩnh vực mà yêu thích của tôi ô, Sở trường của tôi thôi Ôi thế là giáo sư có sở trường Tại không như anh nghĩ Với cả hơn nữa ấy, là cái câu hỏi vừa rồi của bạn Thắng Đông ấy dạ. Là nó liên quan trực tiếp đến cái vấn đề bức xúc của mấy ông anh tôi cả Mấy ông anh ạ Vâng, Mấy ông anh nào thưa giáo sư Anh Tháo và anh Bị Toàn anh tôi đấy Cụ thể thế nào ạ ờ thế này anh ạ anh tháo là anh bức xúc lắm vâng dù gì chăng nữa ấy, thì anh ấy là rồi sau cũng là ngụy vương vâng thế rồi cái việc anh ấy cưỡi ngựa để đuổi đánh quân địch hay là anh ấy bị quân địch đuổi đánh thì anh ấy đều chạy rất nhanh dạ. mà cái việc anh ấy chạy nhanh ấy thì liên quan quái thì đến cái việc là đi ví von giữa cái việc là chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh khi mà bị tiêu chảy vâng thế người ta ghép hai cái đấy lại là anh tháo anh bức xúc lắm dạ thế xin hỏi giáo sư là qua quá trình nghiên cứu giáo sư thì vì sao người ta lại nói là tào tháo đuôi chúng ta có thể thấy trong những cái câu ca dao tục ngữ ví dụ như là tháo dạ thì đổ vạ tại đấy à vâng vậy vâng. thì đấy là nói những cái người vô trách nhiệm hay đổ lỗi vâng thế thì cái từ tháo dạ đấy nó vô tình thế nào nó lại nằm ở trong cái chữ tháo của anh tào tháo nhà tôi à thế là vô tình là anh tào tháo là cũng dính luôn vào cái vụ tháo dạ này vâng Và thế là anh ấy bức xúc lắm ôi giáo sư nói thì tôi mới nhớ ra nhá vâng thực ra là không hiểu là tác giả la quán trung có cố tình hay không nhưng mà đúng là trong tam quốc diễn nghĩa vâng. thì người đuổi nhiều nhất và người chạy nhiều nhất cũng là anh tào tháo vâng khổ anh ấy gây thù chỗ oán cũng nhiều mà anh ấy đi đổ sát người khác cũng nhiều dạ vâng à. nên cái việc anh ấy chạy nhanh thì kệ anh ấy thôi dạ vâng. nhưng mà tôi khẳng định luôn là anh tào tháo anh tôi vâng. chỉ nói thật là thi thoảng cũng bị tháo dạ nhưng chuyện đấy nó không liên quan đến cái việc là anh ấy có dính dáng đến cái việc tiêu chảy hay không mà khẳng định anh ấy là liên quan đến cái việc tào tháo đuổi dạ vâng như vậy là là là, là bạn nông thân mến như vậy là không liên quan gì cả đây là chúng ta gọi theo cái cái âm nó giống nhau thôi. vâng à, quay lại vấn đề. vâng thế còn anh lưu bị thì anh ấy bức xúc chuyện gì ạ? đấy anh bị cũng bi kịch. dạ vâng tôi nói luôn với anh như này vấn đề của anh tháo đã tế nhị rồi anh bị còn tế nhị hơn. cụ thể thế nào ạ? thì đại khái như này nhé. dạ bây giờ có bốn cô gái. vâng đi bơi. vâng ba cô nhảy xuống hồ bơi. dạ một cô vẫn ngồi trên bờ. vâng ba cô phía dưới bảo là xuống bơi đi bình thường mới bơi giỏi lắm cơ mà. đúng rồi thế cái cô trên bờ bảo hey, 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 thông cảm Được. hôm nay lưu bị lưu bị lưu bị thì ảnh hưởng đi à, tôi đọc truyện đọc quốc diễn nghĩa rất là kỹ à, thưa quý vị là cũng xuất phát từ việc là lưu bị là người không biết bơi không ừ. sao lại không biết bơi dạ. anh bị tôi biết là anh bơi từ nhỏ à thế ạ à? bơi tốt dạ thi thoảng là ngày xưa bán chiếu là cứ bơi qua bơi lại chuyển chiếu giữa hai bờ sông mà Vâng, vâng. thế nhưng cái vấn đề ở đây ý, là cái cô gái kia cô cũng biết bơi dạ. nhưng mà chỉ có mỗi mấy cái hôm đấy là cô ấy không bơi thôi thì, thì cô thì bảo cô... là lưu bị lưu bị Thưa giáo sư là thế, tôi, tôi cũng chưa hiểu lắm đâu, thế vâng. nhưng mà ở, tôi cũng có một cái nhóm bạn vâng. mà có một cái cô này cô ấy bơi giỏi lắm, vâng. nhưng một hôm đi biển thì cô cũng không xuống bơi. Vâng. Mọi người hỏi là xuống bơi đi thì cô lại bảo là cô đang quay bị. À, <laughs> thế thì... bị quay bị là một... À, không, không phải là bị quay bị mà là quay bị thôi. Quay bị thôi ạ? Vâng thế thì xin hỏi giáo sư là quay bị và lưu bị là có liên quan gì đến nhau ạ không nếu mà đúng trong những cái cảnh anh vừa nói thì là, là na ná giống nhau đấy dạ vâng đều ạ đều là có cái chữ bị cả đấy à vâng tức là nó thôi, nào? thôi thôi anh anh anh, anh, anh 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 bỏ qua vấn đề đấy đi dạ. anh đừng hỏi thêm nữa tôi tin là tất cả những cái người mà dính dưỡng đến cái anh lưu bị với quay bị ở trong những cái ngày đấy là họ biết hết rồi anh đừng hỏi nữa nhưng đại khái thế là anh lưu bị anh tôi là rất bức xúc về cái việc đấy tức là mọi người hiểu hết rồi ạ hiểu hết có một Còn... anh không hiểu thôi, thôi... Thế thì chúng ta tiếp tục ạ. Vâng. Về mục đích là cho mọi người hiểu chứ tôi không hiểu chả sao cả. Đúng rồi. Dạ vâng, quan trọng à. Câu hỏi tiếp theo. Vâng. Xin chào giáo sư, em là Trần Thị Đoan Trang. Ừ. À, <laughs> nghe tên thấy thấy Đoan vâng. Trang rồi. <laughs> em xin giáo sư và chương trình đừng mất kiên nhẫn nghe em kể hết câu chuyện này. Ờ, thì chắc là dài đấy. Vâng. Thưa giáo sư, năm nay em ngoài 30 tuổi. Ừ. Vợ chồng em cưới nhau đã được hơn chục năm ừ. và có hai đứa con kháu khỉnh, trai gái đủ cả. Quá. nhờ trời phúc đức và ông bà tổ tiên gia đình em và gia đình anh ấy đều là gia đình có học thức và có điều kiện nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên và sự cố gắng của hai vợ chồng vợ chồng em cũng ăn nên làm ra đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn tốt dạ vâng, vâng. thưa giáo sư hiện nay em đang rất đau khổ mất phương hướng hụt hẫng và nuối tiếc bắt đầu có vấn đề chuyện là thế này em phát hiện ra chồng em có bồ đó là một cô gái trẻ xinh đẹp và em càng choáng váng hơn khi biết rằng căn hộ hạng sang và chiếc xe hơi cô ấy thường khoe trên mạng là do chồng em mua cho Không thể như thế được Em không thể để mất một người chồng em yêu thương của em vào tay người đàn bà khác Và em quyết định làm cho ra ngô ra khoai Em lựa chọn đúng con phố đông đúc nhất vào giờ đông đúc nhất Vào lúc cả hai đang đi với nhau Em chặn trước đầu xe và lôi con tiểu tam kia ra tẩn cho một trận Em còn gọi thêm những đứa bạn thân nhất trong hiệp hội những người phụ nữ nuôi con và theo dõi chồng Quay, livestream và sẵn sàng ứng cứu em Em quyết tâm cho con này sợ và cách đến già không dám mon men đến gia đình em nữa giáo sư biết không lúc đánh ghen chưa bao giờ em thăng hoa đến vậy oh, Thế rồi oh, lạ nhỉ em tả sung hữu đột em rứt tóc chửi bới xé váy giật su trương Ôi thôi chết. chết chân thật quá <laughs> bạn biết đến đây vâng, vâng. Ờ, tôi đề nghị, đề nghị lần sau ban biên tập là phải biên nhưng mà bạn ấy viết thế tôi mình nghĩ có, nó mình cứ có tôn trọng nó có vấn đề vâng, gì vâng, đâu vâng, vâng. Vâng. xé váy giật su trương nêu rõ cả tên con kia giữa thanh thiên bạch nhật em còn nêu rõ cả tên chồng em vị trí công tác và kể rõ cho mọi người xung quanh về sự khốn nạn của anh ấy lúc đầu chồng em có can ngăn nhưng càng can ngăn em càng tức và hành động của em càng quyết liệt thưa giáo sư Mà... sau đó chồng em chuyển từ can ngăn sang phản công đấm em không trượt phát nào rồi cùng cô gái kia bỏ đi à tôi tôi thấy có vấn đề đấy giáo sư ạ. chuyện xảy ra cả hai gia đình đều biết cơ quan anh ấy cũng biết hàng xóm biết và trở thành chủ đề trên mạng xã hội cho đến tuần trước căng thẳng lên đến đỉnh điểm chồng em đã đưa đơn ly dị và khẳng định ly dị chỉ là ly dị thôi không phải bỏ em để đến với người con gái kia tôi biết ngay mà cái kết cục này tôi đoán luôn là dạ. đúng vâng. thưa, thưa giáo sư gia đình em có nguy cơ không thể cứu vãn nổi vậy em xin hỏi giáo sư hai điều vâng một tại sao chồng em lại chuyển từ can ngăn sang phản công dữ dội Hai là có cỗ máy thời gian hay không Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để em làm lại Thưa giáo sư à, Thế này bạn Đoan Trang ạ Trước tiên là anh em chúng tôi ở đây Cũng rất là thông cảm với gia đình bạn Ai ở trong hoàn cảnh đấy Bất kể là anh chồng Cô bồ hay là kể cả bạn Thì cũng đều đáng thương cả dạ. Tại vì cũng không ai hạnh phúc ở trong cái cuộc tình tay bà này. Đúng. Và khi mà cái chuyện đánh ghen xảy ra ấy, thì nó là cái điều đáng tiếc nhất ở trong mọi cuộc tình khi chúng ta không giải quyết được với nhau Đúng. và còn tệ hơn nữa là bạn lại còn mang cả các cơ quan live stream rồi các thứ này nọ để tung hết mọi thứ lên trên mạng dạ. và khiến cho mọi thứ mất kiểm soát và tôi nghĩ rằng anh chồng của bạn đã rơi vào một cái trạng thái mà tôi nghĩ là gần như anh không thể chịu đựng nổi dạ. câu hỏi thứ nhất của bạn khi hỏi là tại sao anh ấy lại chuyển từ trạng thái là đang can ngăn dạ. lại chuyển sang tấn công và đánh cho bạn là không trượt phát nào thì thứ nhất Tôi nghĩ là anh ấy đã cố bình tĩnh. Đầu tiên chắc là hoảng sợ. Dạ vâng vâng. Tại vì là tự nhiên bị phát hiện như đúng vậy đúng, đúng. giữa phố đông như vậy hoảng sợ chứ. Vâng. Và càng càng muốn mọi chuyện là được thu gọn lại càng đúng tốt, êm mái giải, giải quyết. Đúng. Thế nên anh ta can ngăn. Và tiếp theo đó thì anh ta bình tĩnh một chút để cố gắng xin lỗi bạn hoặc là giải quyết với bạn về sau. Đúng. Nhưng cuối cùng thì chắc là mọi thứ đã vượt quá cái sự bình tĩnh của anh. Ấy. Tại vì bạn nói là bạn đánh ghen rất là thăng hoa. Thăng hoa. Vâng. Bạn thấy càng can bạn lại càng tưởng là bênh vực cố kia Đúng rồi thế là anh ấy cũng không giữ được bình tĩnh nữa và tôi phản đối vấn đề là bạo lực đặc biệt với phụ nữ Đúng. nhưng anh ấy thì chắc là đã vượt quá cái giới hạn Đúng. nên là anh ấy đã tấn công và nên vụ này thì tôi nói thật với bạn là cũng một phần là do cách đánh ghen của bạn nó hơi quyết liệt quá và nó đi quá mất cái giới hạn chịu đựng của đối phương lần sau mình đánh nó phải vừa vừa chuẩn thôi chứ vâng. đánh quá độ là mình là bị bật ngược lại là chết đấy dạ, vâng. còn về câu hỏi thứ hai là có cỗ máy thời gian không thì xin khẳng định luôn là không có dạ. tại vì nếu có cỗ máy thời gian thì chắc là anh em mình ở tương lai cũng đã về thăm anh em mình bây giờ rồi <cười> dạ, <cười> dạ, dạ, dạ. <laughs> về nói là tới sẽ có cái gì ngày dạ. mai là con nào về bao nhiêu về <laughs> cái để anh em mình đúng, làm giàu đúng thế nhưng không có chính vì thế bạn đừng hy vọng vào chuyện là sẽ có cỗ máy thời gian để dạ. có thể sửa chữa được lỗi lầm mà bạn đã gây ra ờ xin xin lỗi giáo sư giáo sư phân tích thì rất thấu tình đạt lý vâng ờ, nhưng mà tôi đang muốn hỏi giáo sư là tại sao cái bạn đoan trang này vâng. bạn lại cư xử như vậy trong khi bạn đang muốn giữ chồng Đúng. mà cuối cùng là anh chồng lại đưa đơn ly dị xin vâng. hỏi giáo sư bạn đã rơi một cái trạng thái mà trạng thái này rất nhiều người gặp đặc biệt là phụ nữ ở trong trạng thái ghen tuông hay à. tức giận à. thì cái khả năng kiểm soát nó 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 không có thì đây gọi là trạng thái mất kiểm soát về cảm xúc vâng. cụ thể thế nào thưa giáo sư à, cụ thể là lúc đấy gần như chúng ta à, là một con người hoàn toàn khác đến lúc mà chính chúng ta ngồi xem lại chúng ta ở cái hoàn cảnh đấy chúng ta không nhận ra bản thân mình là ai lúc đấy dạ. vì chúng ta hay nói là như kiểu là đấy như bạn đã dùng từ thăng hoa đấy bạn không còn là bạn nữa bạn không còn lái được cảm xúc nữa và lúc đấy là một thứ gì đấy dẫn dắt bạn thì chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về cái đề tài có tên là điều gì dẫn dắt chúng ta khi chúng ta mất kiểm soát và cụ thể thế nào thưa giáo sư về vấn đề này tôi đã nghiên cứu trên 100 ca đánh ghen giữa phố và kết quả là 98% ly dị Ủa, sao thế ạ? Ừ, tôi thấy phụ nữ làm điều đấy để giữ chồng cơ mà Không, đó là cách sai lầm Vì đến 98% là dẫn đến ly dị vâng. 1% là ly thân vâng. Còn 1% hiện nay là hai vợ chồng chưa nói chuyện với nhau Cho đến à. tận bây giờ dạ, vâng. à, Nên tôi cho rằng đây là một cách chưa hiệu quả Thế tôi mới đi sâu vào nghiên cứu thêm là Tại sao cách này lại không hiệu quả dạ. Thì mới phát hiện rằng là à, Các chị em phần lớn là bị rơi vào trạng thái Là mất kiểm soát cảm xúc dạ. Tôi lại đi sâu tiếp nghiên cứu Vậy thì khi mất kiểm soát cảm xúc thì điều gì sẽ dẫn dắt cảm xúc của chúng ta à, Điều gì? Thì nó lại nằm ở trong vô thức như thế này Đã. trong chúng ta có hai con chó sói Đâu? một con xấu và một con tốt à. theo anh bây giờ đánh nhau con nào sẽ thắng ờ à. tôi nghĩ là là nó tùy con nào khỏe thì con đi thắng thôi chuẩn xác à. con nào anh cho ăn nhiều hơn con đi thắng tại vì ăn nhiều hơn nó sẽ khỏe đúng không Ủa thế làm sao tôi biết đâu là con chó nào để tôi cho ăn ạ? À? Bằng tất cả những cái gì anh chứng kiến, anh đọc hàng ngày, anh đọc ở tin bài, anh đọc ở trên mạng, anh à, xem à. ở ngoài đường, anh phân tích ở cuộc sống à. Những cái góc nhìn của anh như thế nào thì con chó bên đấy nó sẽ lớn Ví dụ anh nhìn vào những việc tích cực, dạ. anh làm những việc tốt, anh đọc những gương hay, anh gặp những người bạn tốt Thì tự nhiên con chó tốt nó lớn lên À còn ngược lại anh đọc những cái tin bài cướp hiếp giết rồi anh gặp những người xấu rồi anh dạ. nghe những câu chuyện thị phi dạ. thì tự nhiên con chó xấu nó lớn lên à, đúng và rồi. khi mà anh mất kiểm soát đấy là lúc mà hai con chó nó nhảy vào cắn nhau dạ. thì đương nhiên nếu con chó xấu to nó cắn một phát là chết con chó tốt dạ. và lúc ấy nó sẽ dẫn dắt anh hoàn toàn nó biến anh một thành một con người xấu mà chính anh không nhận ra à. thế nhưng ngược lại nếu như mà trong cái trạng thái mất kiểm soát đấy nếu như anh mà là một con người tốt thì anh lúc ấy cái sự tốt con chó tốt lại dẫn dắt anh à. thì anh lại làm những hành động tốt nhưng thường thì nếu như người mà đã con chó tốt đã tốt ấy, thì thường lại không rơi vào cái hoàn cảnh là mất kiểm soát cảm xúc. À vâng vâng xin cảm à. ơn giáo sư rất nhiều à, thưa quý vị à, lần đầu tiên tôi được nghe tư vấn tâm lý một cách có thể nói là cực kỳ khoa học và rất là thuyết phục vâng. và chúng ta cũng có thể thấy rằng là à, mục đích của chị em khi bắt đầu đánh ghen nó phần lớn là để giữ lại ông chồng nhưng mà cái dư vật tình huống gọi là mất, mất kiểm, soát, kiểm soát cảm, cảm xúc, xúc dẫn đến là đẩy câu chuyện đi quá xa và không phải cái cách mà mình đang làm là cách tốt nhất để giữ ông chồng. Vâng. Bởi vì trong thực tế chúng ta cũng đã thấy là có nhiều ông chồng mà có những mối quan hệ bên ngoài. Vâng. Nhưng mà người vợ, người mình gọi là cao tay đấy vâng. thì vẫn giải quyết được những mối quan hệ đấy mà vẫn có được gia đình hạnh phúc. Ở bên cạnh đó thì để chốt lại câu chuyện này bởi vì bạn Đoan Trang thân mến, tôi tin rằng qua câu chuyện của bạn thì nhiều người xem cũng sẽ rút ra bài học cho mình. Thứ nhất là chúng tôi cũng là đàn ông nhưng chúng tôi là kịch liệt phản đối cái ông chồng kia vâng. làm như vậy là không nên vâng. không được có lúc nào đó bị sa ngã phải ngay lập tức phải tỉnh táo lại để quay về với với cái gia đình mình đúng không ạ vâng. chứ còn chung như giáo sư này cũng đã nhiều lần Ê, tôi làm sao <laughs> mất kiểm soát nhưng mà lại quay lại được ờ, có à có, vâng có lần có, nào nhỉ có không ạ không ừ, tôi giáo sư nói thật đi tôi nói thật nói thật nữa đi ạ tôi nói thật nói thật là giáo sư chưa hề mất kiểm soát bao giờ vâng tôi hoàn toàn kiểm soát được tôi nghiên cứu vấn đề này mà tôi lại mất kiểm soát là thế nào thưa quý vị đây là một nghiên cứu riêng của tôi thôi tức là tất cả những người đàn ông đúng nghĩa là đàn ông vâng thì tối thiểu trong đời cũng ít nhất một lần mắc phải cái chuyện đó rồi đó là không không vượt qua được cái cám dỗ của mình rồi đấy thế nhưng mà riêng giáo sư mà lại không bao giờ chưa bao giờ thì tôi nghĩ là <laughs> tôi biết ý đồ của anh nhưng vâng. mà biết đâu của tôi đó là trong tương lai thì sao à, dạ vâng. tôi chưa mất kiểm soát dạ trong vâng. tương lai nữa như vậy nếu trong tương lai giáo sư có một đôi lần thì tôi cũng xin phản đối giáo sư dạ vâng, vâng. quay lại vấn đề của bạn Đoan Trang thưa quý vị một câu chuyện rất hay con chó tốt và con chó xấu vậy thì trong cuộc sống những thông tin chúng ta nạp vào người hay là những thông tin tốt để một lúc nào đó khi rơi vào tình huống khó xử hay cảm xúc dẫn dắt thì chúng ta sẽ có những hành động tốt theo cảm xúc tốt chúc cho bạn đoan trang và gia đình sẽ sớm đoàn tụ chúc cho anh chồng cũng uh, cố gắng chịu đựng bỏ qua và vượt qua cái đợt này để các bạn nó uh, tiếp tục nuôi dạy các cháu thật uh, ngoan ngoãn và nên người một lần nữa xin chúc gia đình anh chị hạnh phúc thưa giáo sư vâng một bạn tên là bé Trung có hỏi à chắc là một cháu nhỏ <laughs> uh, thưa giáo sư mẹ cháu có rất nhiều túi đẹp mỗi lần đi công tác nước ngoài hoặc có dịp giảm giá mẹ cháu lại mua thêm rất nhiều túi ừ vậy giáo sư cho cháu hỏi mẹ cháu có phải là động vật có túi không ạ ừ. <laughs> câu hỏi này đáng yêu đấy <laughs> dạ, <mà. cười> đúng là một uh, cháu nhỏ hỏi về mẹ à, vâng vâng bạn đây à, là bạn ghi là bé chung ấy. thế này bé chung ạ dạ uh, động vật có túi vâng. uh, hiện nay trên thế giới thì có khoảng 250 loài trong đó thì phổ biến nhất là ở trên là ở trong Australia. Dạ. Chiếm tới là 170 loài trên tổng số là 250 loài trên toàn thế giới. Và ờ, thế, uh, nhưng... xin lỗi giáo sư là dạ. uh, ch 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 cháu nó hỏi là mẹ cháu có phải là động vật có túi hay không? Vâng. Vâng. Thế này. Động vật có túi ý, dạ. thì thực ra là những động vật cấp thấp. Bởi vì sao? Bởi... Xin, xin xin lỗi giáo sư. <laughs> uh, cháu nó đang hỏi về mẹ mà giáo sư lại nói là động vật có túi là động vật cấp thấp thì có sợ là là người ta suy nghĩ khác đi không ạ người ta suy nghĩ thế nào thì không quan trọng tôi là làm trên phương diện khoa học tôi sẽ phân tích từng phần một anh để yên tôi phân tích phần có túi đã ok xin bời, xin bời. Dạ. thì là động vật có túi là những động vật nó chưa được tiến hóa tốt lắm dạ. con non của nó sinh ra thì còn rất là yếu nên dạ. là phải có một cái túi dạ. để cho đựng con non ở trong đấy dạ. để nó bú tí mẹ trong đấy và nó lớn trong đấy và đến khi nào nó đủ trưởng thành nó sẽ nhảy ra bên ngoài để trở thành sống độc lập dạ. chính vì thế nó cần phải có túi ở đây À, và bây giờ về xét về dạ. mẹ của cháu Trung đi. Vâng. Thì bây giờ bỏ qua vấn đề là mẹ bạn ấy là là một người mẹ đi, chúng dạ, ta vâng. cứ tính một cách trên khoa học. Vâng. Thì tôi hỏi anh. Dạ. Mẹ bạn ấy có phải động vật không? Ờ, có chứ ạ. À? Là động vật đúng không? Dạ vâng. À, chị ấy có nhiều túi không? Dạ, chị có nhiều túi ạ. Trong câu hỏi có đúng không? Đó. Vâng. Vậy thì chị ấy là động vật có túi. Ôi chết. Xin lỗi giáo sư. Sao? Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Chị ấy là động vật bậc cao. Vâng chính là con người. vâng. sao giáo sư lại nói là chị là động vật có túi? có chị là động vật đúng không? vâng. và chị nhà có nhiều túi đúng không? dạ vâng. thì là động vật có túi. À, à, cảm ơn giáo sư. À. À, thế này bé trung ạ, à, vừa rồi là câu trả lời của giáo sư. vâng. chú chỉ là người đặt câu hỏi. cho nên nếu chương trình này mà mẹ cháu và không chỉ mẹ cháu đâu, nhiều phụ nữ có túi lắm mua túi, vợ tôi <laughs> cũng có, câu... ừ. dạ, thế vợ tôi cũng có. Vâng, nếu ai đó mà nghe thấy là mình là phụ nữ mà lại có túi, thì cái câu trả lời của giáo sư là chính bạn ấy là động vật có túi, ấy. thì là không liên quan đến chương trình, liên quan đến cá nhân giáo sư thôi, à. không liên quan gì đến chúng tôi hết. À. Đấy nhá, từ từ nãy đến giờ anh hỏi tôi các kiểu về chốt chủng cái thứ hoa ra là để anh gạt trách nhiệm và tất tất cả trách nhiệm đổ vào tôi ấy gì? <laughs> dạ chuyện nhỏ vâng. tại vì tôi là một nhà khoa học Đạ. tôi hành xử một cách vô tư trên cơ sở của sự thật vâng. câu hỏi thế nào tôi trả lời như thế dự kiện đưa ra làm sao tôi sẽ trả lời như vậy không vấn đề gì đâu giáo sư thông cảm vâng. làm cái nghề của tôi cũng là nghề rất nhiều rủi ro vâng. vâng. ở đây hôm trước có cái anh đồng nghiệp với tôi cũng mới là diễn viên nhưng mà tập tuệ mà cũng làm mc à à? vâng đi dẫn chương trình <laughs> cuối cùng là dẫn chương trình đến nửa chương trình là trẻ em ở dưới nó ném đá rồi suýt chết ấy. Làm sao đây? Ờ thì tôi cũng không biết được nhưng chỉ muốn nói với với giáo sư là cái nghề của tôi cũng là nghề nó... Nguy hiểm <laughs> Vâng, rất là nguy hiểm Vâng, vâng. cho nên là lại làm việc với một giáo sư mà ớt ơ, áo ngáo ngơ ngơ thế này Nhiều khi... À, xin lỗi giáo sư, vâng. chúng ta tiếp tục chương trình chưa ạ? Vâng Giáo sư sẵn sàng chưa Tôi sẵn sàng, tôi dạ. sợ gì anh? Trên lưng cong gạch Là họ nhà cua Nghiến răng gọi mưa đúng là cụ cóc thích ngồi cắn chắc chuột nhắt chuột đán đan lưới dọc ngang anh em nhẹ nhện tên kiểu tóc bệ vợ chồng nhà xám rền dĩ kéo đàn đúng là anh dế suốt đời chậm trễ là họ nhà sên đêm thắp đèn lên là cô đom đóm vừa tai vừa hóm à cái này thì là giáo sư xoay à, <laughs> xin cảm ơn giáo sư vâng. đúng là vừa tài vừa hóm đó là giáo sư xoay và chúng tôi những người làm chương trình cũng rất là vinh dự khi có giáo sư vâng. tham gia chương trình xin cảm ơn giáo sư Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ờ, tôi cũng có một cái nhóm bạn. Vâng. Mà có một cái cô này cô ấy bơi giỏi lắm. Vâng. Nhưng một hôm đi biển thì cô cũng không xuống bơi. Vâng. Mọi người hỏi là xuống bơi đi thì cô lại bảo là cô đang quay bị à bị quay bị là một à, không